Mẹo nhỏ phụ nữ nên biết, học được chúng, chị em sẽ rất ngưỡng mộ. 1. Chỉ bạn cách loại bỏ lông nách một cách dễ dàng. Cắm tăm tre vào của chanh và vắt nước chanh vào một tô. Thêm đường vào tô nhỏ và sau đó thêm một tô nước. Khuấy đều và đun sôi. Sau khi đông lại, thoa lên các vùng có lông trong khoảng 10 phút rồi gỡ bỏ. Rất đơn giản để làm sạch lông. 2. Răng vẩu cũng đẹp nhưng không được vàng. Ép của dâu thành dâu tây dầm, sau đó thêm một muỗng soda nhỏ và khuấy đều. Sử dụng nước dâu dầm chảy răng một vài ngày liên tiếp sẽ làm trắng răng. 3. Gót chân bong chóc. Hãy làm như sau. Đặt 3 quả chuối vào túi thực phẩm và ép nát chúng thành chuối nghiền. Đặt chân vào túi và giữ trong khoảng 10 phút. Da chết gót chân sẽ dễ dàng được loại bỏ. 4. Gâu trên da đầu ngày càng nhiều. Lột vỏ dưa chuột, dùng nạo để nạo nhuyễn. Cho vào một quả trứng, một muỗng muối, khuấy đều bằng thìa. Thoa đều lên tóc bằng tay, ngồi chờ một chút rồi rửa sạch. Từ đây, tạm biệt với gàu trên đầu. 5. Thức đêm nhiều mắt bạn nâu như con gấu trúc. Lấy dưa chuột trong tủ lạnh, cắt thành 2 lát và đặt lên vùng quầng thâm. Chờ 15 phút, quầng thâm sẽ biến mất. 6. Da chết trên môi quá nhiều, thoa son không đẹp. Lấy một miếng vỏ dưa chuột và rắc một lượng đường trắng lên. Nhẹ nhàng xoa lên môi và cọ một vài lần để loại bỏ da chết dễ dàng.